nghiệp xưa bố mẹ ông bọn ông nia hay năng nhóm miền nôm vinh đó ọt mẹn nè tế năng cao tạm bài cất đăng một đường sạch phát sạch phát ta vì phở sạch phát tích tích khai nhận hay nhóm tốt năng tập hiệu xùi còn xùi phải tính kiện này chứ hơi xa ông nia vì xui ta bây nhắm tới vì mê rụt chết sạch phát phong chứng anh nôm lăng nôm lăng cá là nhóm nơi mình không biết nhóm cho chết nhầm mà tại đợt về là nhóm hiện thôm đấy nhưng mà sẽ đẹp ban nhầm mà lấy trong nhầm sạm đâu chứ nó mới tới đi hận rằng cái thao bị hận và cà phê bị nhầm tới ăn xui Струя. Người ta nhầm là tôi
ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមកខ្ញុំប្រពងបាយក្តាំងនឹងលក់ខ្ញុំលក់ដែរណាបាយក្តាំងតែបាយក្តាំងនេះខ្ញុំទិញគេបាយក្តាំងរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើវើពីបាយក្តាំងខ្លួនឯងហ្មងអត់ទិញគេដាំបាយសហ្នឹងទៅអរវាសបោវិញសបោក្តាំងច្រើនដល់ពេលហើយម៉ាក់គាត់ចេះទុកទុកទុកទៅរហូតបានច្រើនទៅគាត់ធ្វើលក់ដល់ញ៉ាំញ៉ាំតែមួយសិនតែខ្ញុំធ្វើអត់ដាក់នេះហ្នឹងអត់ដាក់សាច់ផាត់អញ្ចឹងពួកសាច់ផាត់ថ្លៃអញ្ចឹងដាក់ទៅដាក់ដើមអអំបារូឌីលីអញ្ចឹងបិមទេហលហលបាទជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួយចុច subscribe អ្នកមួយហើយនឹង like and comment អ្នកមួយផងណាអរគុណទុកមុនផងលើចុងក្រោយThank you.
ngay à giống nhập ái chính chỉ con hỏi tôi ở khốn là bye bye ở